7 thử thách nhất thiết phải vượt qua nếu muốn sự nghiệp thành công. Tuổi tác thực sự chỉ là một con số. Người thành công không để tuổi tác quyết định họ là ai và làm được gì. Nhiều người cảm thấy có trách nhiệm phải nói với người khác những điều nên làm và không nên làm khi đang còn quá trẻ hoặc đã quá già. Người thành công không bị lung lạc bởi những lời khuyên đó. Họ làm theo những điều con tim và niềm đam mê của mình mách bảo, chứ không dựa vào tuổi tác của cơ thể. Sự tiêu cực. Cuộc sống không phải luôn diễn ra theo đúng cách chúng ta muốn. Khi bị thất vọng, bạn vẫn cũng chỉ có 24 giờ trong một ngày như bao nhiêu người khác để giải quyết vấn đề. Thay vì phàn nàn về cách mà mọi việc có thể diễn ra hoặc nên diễn ra, hãy đối diện với mọi việc theo hướng biết ơn những điều tốt đẹp, sau đó tìm cách tốt nhất có thể để khắc phục khó khăn và tiếp tục tiến lên. Khi điều tiêu cực đến từ phía người khác, người thành công sẽ phản ứng theo cách thiết lập các giới hạn nhất định và giữ một khoảng cách cần thiết với tác nhân gây tiêu cực đó. Ví dụ, một cách hiệu quả để buộc những người tiêu cực thôi phàn nàn là hỏi họ cách sẽ áp dụng để khắc phục các vấn đề mà họ đang phàn nàn. Nhờ đó họ sẽ thôi phàn nàn hoặc sẽ chuyển cuộc trò chuyện sang một hướng tích cực hơn.